đẩy rồi, đẩy rồi. Đẩy rồi, đẩy rồi. Đẩy rồi, đẩy rồi, đẩy rồi. Wow, wow. Cái gì vậy? Đẩy rồi nhà mợ. Ôi nhà mợ. Đẩy rồi nhà mợ. Ôi nhà mợ. Có gì vậy? Wow, wow. Đẩy rồi, ú, to to anh em ơi. Đẩy rồi, ú, to to anh em ơi. Ú rồi. Ôi. Ôi hàng rồi anh em ơi. Hello, xin chào 500 anh em đã quay trở lại với Phương Thảo Fishing nhá. Công việc vừa thì cũng mới xong, bây giờ em lại trộn mồi để ngày mai đi câu các bạn. Thì hôm nay thì bọn em mới cua được cái lỗ để mai mấy anh em câu. Nhưng mà mấy anh em má yên nào thế, thành ra em lại phải đi có một mình các bạn ạ. Mồi em phải đẩy hết bằng cái tấm này các bạn này. Đó, đẩy hết cái này thì cái con ruồi nó không bay được vào, thì nó không đẻ ra thì nó không có con ruồi. Chứ các bác mà không đẩy vào là nó mồi, thứ nhất là nó bị mốc nhiều, thứ hai là có con ruồi nữa, là kinh khủng đấy. Thấy các bác nhìn nó vàng tươi. Nếu mà anh em mình mà cứ câu đến lần nào các bác úp được cái túi bóng nó sát cái mặt miệng này thì mồi dưới đó là vàng đẹp, nó không bị mốc như trên này. Kiểu mỗi lần em lấy ra đấy, xong rồi là mình nó sẽ có cái lượng không khí ở bên trên. Thế nên các bác mà không đậy kín tới nó sẽ mốc bên trên. Nhưng mà em đi câu nhiều thì ra cái mốc này nó không ảnh hưởng gì nhiều. Như gợt đi nào thì câu ngay. Thế các bác nhìn ở bên dưới nó là vàng tươi luôn. Nhưng một tí ở bên trên không ảnh hưởng gì cả. Thường thường thì mồi chỉ ủ 5-7 ngày câu được, nhưng mà mồi này thì em ủ có khi 2-3 tháng đấy các bạn. Bởi mình thường xuyên đi câu mà. Này, anh em còn đến lấy mồi là em ủ rất là nhiều mà ủ lâu thì đánh nó, mùi nó càng dịu. Tối muộn rồi nhưng mà cũng phải trộn mồi để chuẩn bị công việc ngày mai. Mùi chua thơm lắm anh em ạ, rất dễ chịu, nó không bị nồng bị cay đâu. Anh em nào ủ mà bị nồng bị cay các bác nhớ cho thêm cắm gạo nhé, để nó dịu mùi đi. Đánh nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Đấy, xong rồi lại đợi vào. Kể ra có một cái lớp tủ bóng để ở dưới đẹp quá, nhưng mà không có thôi. Mới lại đánh liên tục mà, nên cứ đậy như thế này là được. Anh em nằm ít câu nhớ vào cho miếng đệm bên dưới nha. Rồi. Các bác nhớ là khi anh em đến chỗ câu rồi thì mới trộn thêm mấy cám này các bác nhé. Các bác đừng có trộn trước khi đi câu. Nếu mà các bác mà trộn trước ấy, thì nó cũng lên men cùng cái bọn này luôn. Thì ngày mai cái cám này nó không có mùi thơm đâu. Đấy, nó lên men luôn mà. Thế là ngày mai đến chỗ câu thì anh em mới pha nhé. Đây, mà bây giờ anh em ta đi ngủ rồi, sáng mai anh em ta lên đường sớm nhé. Mấy cái ghế ở dạ này trông nó đều quá, mục hết cả vải các bạn. Cái ghế này thì nếu mà nó không mục vải thì cái sắt của nó rất là nhanh han, mà em vớ được cái ghế nào mà sắt không han thì vải lại hỏng. Này chỉ anh em ngồi có chắc là khoảng tháng các bạn, đúng một tháng nước nó ngấm vào cái mục ngay.
Rồi cái nó nhẹ thế này vác đi ngồi thôi. Đánh cần gì nhỉ? Hôm nay đánh cần 6.3 đi. Ồ hôm nay à đây. Có cầm cần 6.3 mà em nhớ là có cây 6.3 mà quên buồn cười. Ui mấy cái đây của cần đài nó mắc quá. Điểm đẹp này mà không đánh lục thì hơi tiếc anh em ạ. Ồ, anh em ta sầu nhé. Xả vùng như vậy là đẹp các bạn. Ý chà. Ok. Dân người ta đi dây anh lưới quá, treo lưới đây. Anh em thẩm hỏi em đây con cò hay con vạc vậy? Cò thế nhỉ? Con này mà làm một nồi thì ngon luôn. Rồi em ơi, wow, ui, con gì vậy? Con gì nhỉ? Đối anh em ạ, cá đối, à, đối rồi anh em ạ, to đấy. Cẩu bay lên. Ôi trời, đường cá đối anh em ạ, nóng thẳng vào đầu. Con này khỏe thật. Ui. Đối to đấy. Con này khỏe thế. Ok to anh ạ.
Khoan, con con. Ủa, đối nhong này to đấy. Anh em ơi, con đối nhong này to đấy. Phê quá. Ở đây này. Ủa, con này 6-7 lạng đấy. Cá này cá ngon mà cá đắt tiền đấy anh em ạ. Ném đây cho nó sống đi. Quét cái đầu mũi nó sâu sâu nó sống. Ok. Rồi. Phê phết anh em ạ. Cái giống này cá này nó khỏe thật. Đóng vào nó kéo như là tên này. Ngang với chùi trắng nhá. Ngang với con chùi Ấn Độ. Rồi. Đây rồi. Ôi. Trời trời, con gì vậy? Rô phi anh em ơi. Ôi. Rô phi to anh em ơi. Phê. Wow. Con này to quá. Úi giời. Lên. Wow. Ôi rô phi to quá. Trời ơi anh em ơi. Trời ơi. Đây rồi. Rô cụ anh em ơi. Vật lấy vật anh em ơi. Vật đó. Phê. Ui, nó kéo nó cần đã quá. Trời ơi, con đồ phi to quá anh em ơi. Đóng thẳng vào mang chảy bao nhiêu máu này. Đã thật. Đúng là anh đánh nục. Phê quá. Anh em ơi, phải wow đô phi này các bác này. Kéo đã thật các bác ạ. Cần mình đấy, bo cong tít tao luôn. To quá anh em ơi. Ôi à. Dạ màn đấy. Đẹp, cho rõ nha. À, coi như thế này. Phê quá các bác ạ. Wow, phê quá anh em ơi. Wow, to. Vào đây. Đấy. Túi này của em nó hỏng mất mấy cái vanh rồi các bác ạ. Thế là đút vào thì sợ bọn này tí nó hạt đây. Cái xoắn này. Đẹp quá. Cho nó sâu nó sống. Rồi. Bóc phê. Đâu còn nhấp đấy. Ủa, cá gì vậy? Như cả con gì vậy các bác?
Anh em thẩm hộ em con này, con gì vậy này? Con này em chưa nhìn thấy con này bao giờ luôn. Không biết con này có cái gì ấy nhỉ? Mỏng, mỏng đét các bạn. Đóng thẳng màu màng. Thôi, quên đi. Chịu. Không biết con gì. Cái gì nhỉ? Lại thêm một con nữa các bạn này. Các bạn ơi, không biết là con này là con gì các bạn. Em chưa nhìn thấy con này bao giờ luôn. Nên này đánh nước lợ các bạn. Được cả con này luôn. Người mỏng đét mà đóng toàn hai lưỡi con người này. Không biết là con gì. Đây rồi. Wow. Cái gì vậy? Đây rồi. Đồ phi anh em ơi. Đồ phi to anh em ơi. Đây rồi. Ôi. Ôi. Anh em ơi, trời ơi, phê quá anh em ơi, các bạn nhìn nó hít quả đẹp không? Vèo. To phết. Quá to không phải to. Chà. Để em cân thử nào. Rồi, nhớ thử. Cân 7 anh em ạ. À, khó nhìn 1 cân 7 cơ mà. Đấy, đồ 1 cân 7 nó to lại cơ. Khó nhìn khiếp không. Cái khủng. Kéo. Sao mà. Bán lại. Ô, sẽ kê luôn. Tô cân 7.
Đây rồi. Mày. Đây rồi. Mày. Wow wow. Mày. Mày chạy đâu? Đây rồi anh em ơi. Rú rồi. Rú to anh em ạ. Phê rồi, phê rồi, phê rồi. Rú to rồi. Bò lội luôn. Bò lội luôn. Chạy. Lên, 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 lên. Đảo như thằng nào. Đảo như thằng nào. Wow, con này to đấy. Dù này to thật anh em ạ. Wow. Vang nhỉ. Cái chân của em ấy. Phê. Coi nhìn coi có đã đời không. Dù mướt ngay chứ. Đấy cần cần luôn. Tiện của cái cân này nó có cái móc anh em ạ. Móc thả, thả rõ luôn. Đấy. Dãy này. Xem bao nhiêu nào. Một cân rưỡi anh em ạ. Đấy. Cần rưỡi. Rồ cứ cần cần rưỡi là kinh khủng rồi đấy. Wow. Wow chưa? Rồ to thật. Rồ to kéo đã các bạn. Ngấm hết đi. Đánh thế này bỏ sao mà không nhạy. Không nhạy không lấy tiền. Không nhạy không lấy tiền các bác ạ. Đây hôm nay các bác nhìn thấy cây này đánh có phê không? Nó cần 10 h đánh sướng thật. Kéo cá nó bò nó cong tít tù lù. Đã. Con này nó nhẹ lắm anh em ạ. Con này nó nhẹ như cần tài bình thường thôi. Đánh cảm giác rất là thích. Nó không đồ sổ như mấy cần máy ấy đâu. Rất là nhẹ. Đấy, cây số 3 các bạn ạ. Bò rất là thích luôn. Gamma con này. Ngọn 28. Đồ cứng vừa phải vừa đạp đánh lục đầu cần luôn đấy. Đấy các bạn thấy à. Đánh bò mấy con rô phi đây tuyệt vời. Ôi trời ơi luôn à. Anh em nhìn này. Bò mấy con rô phi có phê không này, to được 3 chú rồi. 3 chú to luôn. 10h đánh phê thật. Đấy. Mới đầm một con này có đuối nhồng. Con này chắc chết cứng đơ rồi bạn, chết mất rồi. Đây rồi anh em ơi. Đây rồi anh em ơi. Đây rồi. Đồ đồ to rồi anh em ơi. Đây rồi. Đấy, chà chà. To to anh em ơi.
ơi. Nổi ngay. Vào đây, vào đây, vào đây. Mắc ra ngoài vợt anh em ạ. May nó đóng chắc, các bác nhìn này, một lưỡi mà nó đóng thẳng vào đây thì nó đóng khoảng hai lưỡi. Thế để ta làm sao được? Thế thì ta làm sao được? Rô to thế nhỉ? Ôi đóng vào hầu chắc quá. Không ra cả. Đấy coi nhìn lưỡi đóng sâu vậy mà. Đây đây đây. Anh em ơi, chú Rô Phi Hồng đẹp chưa các bác này? Nó đóng quả căng. Thề quá. Đây. Ok. Mấy con này chết mất à? Cái túi này nó không có vành, nó chặt quá, mấy con kia thả chết mất rồi anh em ơi. À đồ thả vỡ xuống. Có một con bị chết rồi anh em ạ. Này con thứ chết cứng đơ rồi. Rồi không sao. Xuống nào. Trời nó mát, trời không sợ các bạn. Cá vẫn tươi. Đấy rồi, Rô Phi con này bé anh em ạ. Được chú Rô Phi nữa mà con này chắc là khoảng mấy nạng thôi anh em ạ. Okay. Đây các bạn này, hết rồi, cái này mà không tuyệt vời nhỉ. Đấy. Rồi, ok. Nhập đấy. Đây rồi, to to anh em ơi. Đây rồi, to to anh em ơi. Úi dồi ôi. Úi ôi. Ôi hàng rồi anh em ơi. Có gì vậy? Úi dồi, rô rô cô cụ anh em ơi. Trời ơi, rô phi to quá. Ôi dồi, cái tổ con gì cơ. Phê phê quá anh em ơi. Wow. Wow wow. Ôi mẹ ơi, em cứ tưởng con gì nó khiếp thật các bác ạ. Ôi anh em ơi, nó vít cần đã quá. To. Ok. Thế này sao bảo đánh đục nó không phê. Thế này bảo sao đánh đục không phê các bác ơi.
nó kéo ăn thật. Wow, này to lắm. Cân anh em ơi. Cái này được cái nó móc cái là nhấc cá này dễ thoải mái hơn. Đấy, tròn dậy đi. À, mấy cân nào? Các bác ơi, rô phi này, cân 8. Các bác ơi, đấy coi nhìn là rô phi to này đã đủ uy tín chưa? Anh em đánh đục nó quấn ổ, thật sướng thật đấy các bác ạ. To hàng cũ thôi. Wow, phê quá anh em ơi. Lại nha. Ơi, các bác ơi, bảo sao đi câu lục lại phê như thế. Bò sướng thật. À, đây, cái này vớ quả thôi. Đấy. Phê quá anh em ạ. Được rồi em ơi. Được rồi em ơi. Con gì vậy? Kéo vào. Wow wow. Ui. Ui rô phi anh em ơi. Rô phi. Rô phi. Rô phi rất to anh em ơi. Wow. Ôi trời trời ơi. Rô phi to cũng to rồi. Phê quá. Wow. Phê phê anh em ơi, rô phi to quá. Trời ơi các bác ơi. Anh em ơi, rô phi to chưa các bác này. Đấy các bác nhìn này. Rô phi quá là to luôn. Sợ thật. Nhìn nó bò bò cẩn, các bác nhìn nó phê không? Đẹp thật. Úi trời ơi. Úi trời ơi. Cái này lấy cân. À, cân này. Cứ loại này cứ phải cân anh em xem. À. À các bạn, rô phi này. Rồi, đấy anh em nhìn này, 2 cân. Con này 2 cân luôn, đã màn chưa? Phế này cơ mà. Rô phi 2 cân kéo. Sướng tay. Quá ok anh em ơi. Cho nó xuống nước sâu sâu tí đỡ chết. Ổ lẹ cuốn ổ nhiều thế. Anh tự nhiên này phê thật. Đố loại cá. À, có mấy con nó bị chết anh em ạ. Rồi sao? Con hàng khủng đấy anh em ạ.
Phê chưa các bác ơi? Đây có hai con bị chết, nhưng mà con này mới chết thì thời tiết này lạnh thì nó không bị ươn, không sao cả. Đây các bác nhìn này, cái chân em này. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Một ổ lục đấy. Đánh cái này đi, ngon nhất con này. Con này thì nó hơi bị giá trị luôn. Con này nó khoảng 100.000 một cân các bác ạ. Con này 100.000 một cân. Con này nó được 7-8 lạng rồi. Wow, phì các bác, phì chưa? Đấy, anh em về đánh lục đi. Đơn đài không dính đâu anh em ạ. Về đánh lục anh em ạ. Phải đánh lục. Wow, bằng cả cái thùng luôn. Đấy, anh em mình phê này. Trời ơi, cuốn nổ rồi. Đấy, còn một thùng luôn. À, anh em ta thu đồ về các bác nhé.